kiểm tra tại các căng tin trường học, vấn đề hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, hết hàng sử dụng xuất hiện nhiều. Nỗi lo về an toàn vệ sinh thực phẩm trong nhà trường cần được quan tâm. Bệnh sốt xuất huyết diễn biến bất thường trong mùa khô, ngành y tế đang tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Nhiều bất cập trong chế độ chính sách dành cho giáo viên được Ban Văn hóa Xã hội, Hội đồng Nhân dân tỉnh ghi nhận qua giám sát và sẽ có kiến nghị để giải quyết, đảm bảo quyền lợi cho giáo viên. Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hậu Giang. Hôm nay thứ Sáu, ngày 17 tháng 3 năm 2017. Thưa quý vị, nhằm nắm lại tình hình hoạt động của các tôn giáo, sáng nay Ban Chỉ đạo Công tác Tôn giáo tỉnh đã có cuộc họp với các thành viên và các huyện thị thành sơ kết về hoạt động 3 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ từ đây đến cuối năm. Ông Huỳnh Thanh Tạo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì cuộc họp. Trên địa bàn tỉnh hiện có 18 tổ chức hệ phái tôn giáo được nhà nước công nhận. Thời gian qua, hoạt động của các chức sắc tín đồ các tôn giáo đúng với chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước. Đặc biệt, đồng bào các tôn giáo còn tích cực tham gia vào các phong trào thi đua yêu nước như Xóm Đạo Bình Yên, Câu lạc bộ, Nữ Công giáo tìm hiểu pháp luật. Tuy nhiên, vẫn còn một số xã thị trấn không có cán bộ chuyên trách, phải kiêm nhiệm hoặc có nhưng thiếu kinh nghiệm giải quyết vấn đề tôn giáo ở cơ sở. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các thành viên trong Ban Chỉ đạo tăng cường công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, quan tâm, tạo niềm tin, hướng dẫn để các tổ chức tôn giáo hoạt động theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, cần quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho các cán bộ làm công tác tôn giáo ở cơ sở. Thực hiện kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân về công tác cán bộ, sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tổ chức trao quyết định nghỉ hưu, bổ nhiệm và bổ nhiệm lại cho 11 cán bộ thuộc các sở ngành tỉnh. Ông Lữ Văn Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh dự và trao các quyết định trên. Ủy ban Nhân dân tỉnh đã trao quyết định nghỉ hưu và hưởng chế độ bảo hiểm xã hội cho 3 cán bộ là ông Trần Nghĩa Bình, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Hậu Giang, nghỉ hưu từ ngày 1 tháng 3 năm 2017. Ông Hoàng Quốc Cường, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hậu Giang, nghỉ hưu từ ngày 1 tháng 4 năm 2017. Ông Võ Xuân Hiệp, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hậu Giang, nghỉ hưu từ ngày 1 tháng 4 năm 2017. Quyết định bổ nhiệm lại và kéo dài thời gian giữ chức cho các cán bộ. Bổ nhiệm ông Trần Hoàng Minh, Trưởng phòng Thanh tra giải quyết khiếu nại tố cáo 2, giữ chức Phó Chánh Thanh tra tỉnh Hậu Giang. Bổ nhiệm lại ông Trần Bá Quang, giữ chức Phó Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Hậu Giang. Bổ nhiệm lại bà Lê Mỹ Hạnh, giữ chức Phó Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Hậu Giang. Bổ nhiệm lại ông Lê Hoàng Vinh, giữ chức Phó Giám đốc Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Hậu Giang. Kéo dài thời gian giữ chức Phó Giám đốc Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đối với ông Trương Quốc Thống. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng trao 3 quyết định điều động và bổ nhiệm thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh. Điều động và bổ nhiệm ông Trần Văn Trung, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Nghề Ngã Bảy, giữ chức Hiệu trưởng Trường Trung cấp Kỹ thuật Công nghệ tỉnh Hậu Giang. Điều động và bổ nhiệm ông Võ Văn Thắng, Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp Nghề tỉnh, giữ chức Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp Kỹ thuật Công nghệ tỉnh Hậu Giang. Điều động và bổ nhiệm ông Tạ Văn Rảnh, Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp Nghề Ngã Bảy, giữ chức Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp Kỹ thuật Công nghệ tỉnh Hậu Giang. Phát biểu tại buổi trao quyết định, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ghi nhận những đóng góp của các đồng chí nghỉ hưu vào sự phát triển của Hậu Giang trong thời gian qua, đồng thời mong muốn các đồng chí tiếp tục đóng góp ý kiến cho lãnh đạo tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề ra. Đối với các cán bộ được bổ nhiệm lại lần này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh kỳ vọng tiếp tục phấn đấu vừa làm vừa học, phát huy sức mạnh của tập thể để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Để chuẩn bị chú đáo cho hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, chiều nay, ông Đồng Văn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ trì cuộc họp với các thành viên ban tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn tỉnh để đóng góp ý kiến cho dự thảo kế hoạch tổ chức hoạt động chào mừng các ngày lễ kỷ niệm trong năm 2017. Trong đó, bàn cụ thể về kế hoạch tổ chức kỷ niệm 42 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.
Năm nay tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức các ngày lễ kỷ niệm ngay từ đầu năm để chủ động thực hiện. Riêng đối với họp kỷ niệm 42 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, tỉnh dự kiến tổ chức vào ngày 28 tháng 4 tại di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Chiến thắng Chương Thiện với quy mô khoảng 400 đại biểu. Bên cạnh đó, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch và Sở Lao động Thương binh và Xã hội còn tổ chức các hoạt động viếng nghĩa trang liệt sĩ tỉnh, hội thi tuyên truyền cổ động tỉnh Hậu Giang lần thứ 14, triển lãm sách và trưng bày ảnh tư liệu, biểu diễn nghệ thuật, chiếu phim lưu động. Kết luận cuộc họp, ông Đồng Văn Thanh yêu cầu Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch ghi nhận các ý kiến đóng góp, sớm hoàn chỉnh kế hoạch, làm căn cứ để triển khai thực hiện. Đồng thời nhấn mạnh các hoạt động kỷ niệm không hướng vào bề nổi mà cần đi vào chiều sâu, tập trung chăm lo cho các đối tượng có công với đất nước. Trong kế hoạch phải giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị, tránh bỏ sót hoặc trùng lắp. Dự kiến cuối tháng 4 tới, Hậu Giang sẽ tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2017 với chủ đề Hậu Giang hợp tác đầu tư phát triển bền vững. Để chuẩn bị chu đáo cho sự kiện này, sáng nay ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh có buổi làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư về công tác chuẩn bị cho sự kiện trên. Hội nghị xúc tiến đầu tư nhằm giới thiệu, quảng bá, thu hút các nhà đầu tư trong nước và quốc tế hợp tác đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trong tỉnh. Hội nghị sẽ được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh theo hình thức thảo luận chuyên sâu đối với ba nhóm dự án là nông nghiệp, công nghiệp và du lịch. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, kế hoạch và đầu tư, các ngành rà soát các dự án được đưa vào danh mục kêu gọi đầu tư, làm báo cáo dự thảo, gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh trình Hội đồng Nhân dân phê duyệt. Thưa quý vị, mất an toàn vệ sinh thực phẩm, ngộ độc thực phẩm giờ đây là một nỗi bất an của người tiêu dùng trong cả nước thông qua rất nhiều vụ thực phẩm bẩn không rõ nguồn gốc được ngành chức năng phát hiện và bắt giữ. Từng bước nâng cao ý thức trách nhiệm của các cơ sở kinh doanh ăn uống, thức ăn đường phố, Trung tâm Y tế thành phố Vị Thanh vừa ra quân tuyên truyền an toàn vệ sinh thực phẩm cho hơn 450 cơ sở trên địa bàn. Năm nay, thành phố đặt ra mục tiêu 100% cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố được kiểm tra, giám sát theo quy định. Tất cả các xã phường được công nhận nông thôn mới và được công nhận đô thị văn minh phải đạt tiêu chí an toàn vệ sinh thực phẩm. Mặt khác, quản lý và giám sát chặt chẽ các hộ kinh doanh thức ăn đường phố, tổ chức tập huấn xác nhận kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm và cho các hộ cam kết đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Bên cạnh tuyên truyền, vận động các cơ sở sản xuất, kinh doanh đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hậu Giang cũng đã công bố số điện thoại, địa chỉ email để các tổ chức cá nhân có thể phản ánh thông tin về các hành vi vi phạm trong quản lý, sản xuất, kinh doanh và sử dụng vật tư nông nghiệp vệ sinh an toàn thực phẩm trong tỉnh như sau. Các tổ chức cá nhân có thể phản ánh thông tin về các hành vi vi phạm trong quản lý, sản xuất, kinh doanh và sử dụng vật tư nông nghiệp vệ sinh an toàn thực phẩm qua số điện thoại đường dây nóng 07113 580 470 hoặc di động 0907 080 470. Hộp thư điện tử thanhtrần@gmail.com. Các tổ chức cá nhân sẽ được giữ kín thông tin cá nhân và nội dung của thông tin theo quy định của pháp luật. Đặc biệt khi tổ chức cá nhân cung cấp thông tin chính xác có giá trị phục vụ cho công tác thanh tra kiểm tra để xử lý vi phạm sẽ được chi thưởng theo quy định. Cụ thể, không quá 10% số tiền xử phạt và tiền bán tang vật, phương tiện tịch thu xung quỹ nhà nước nếu có. Riêng đối với xử phạt trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, mức chi thưởng của mỗi vụ việc không quá 10% số tiền xử phạt và tiền bán tang vật, phương tiện tịch thu xung quỹ nhà nước nếu có và mức tối đa không quá 50 triệu đồng. Mặc dù ngành chức năng đã nỗ lực trong công tác ngăn chặn, xử lý các vụ việc vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm, thế nhưng hình thức vi phạm ngày càng tinh vi, khó phát hiện. Thực hiện năm cao điểm về an toàn vệ sinh thực phẩm, kiên quyết không để cho vấn nạn thực phẩm bẩn xuất hiện tràn lan trên thị trường. Vừa qua, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh đã kiểm tra các căng tin của các trường học, các điểm bán hàng rong tại một số địa phương trong tỉnh và hầu hết các đơn vị đều vi phạm, nhất là tại các căng tin trường học. Khi thấy sự xuất hiện của đoàn kiểm tra đột xuất, các nhân viên của căng tin trường trung học cơ sở Nguyễn Văn Quy ở thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành mới nhanh chóng lau chùi các bàn và dọn dẹp khu vực chế biến. Theo quan sát,
khu vực này vẫn còn khá bề bộn và mất vệ sinh. Bên cạnh đó, cơ sở còn nuôi động vật trong khu vực chế biến. Mà không có đúng nguyên tắc thì tôi xin là cam kết là tôi sẽ là dời con mèo đi nơi khác cho tôi không có nuôi nữa. Kiểm tra căng tin trường trung học cơ sở Nam Kỳ Khởi Nghĩa ở thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, ngành chức năng đã phát hiện một số chai nước ngọt hết hạn sử dụng nên tiêu hủy tại chỗ. Trong 2 ngày ra quân, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh đã thanh kiểm tra được hơn 60 hộ kinh doanh ăn uống và căng tin trường học ở huyện Châu Thành, thị xã Ngã Bảy, thành phố Vị Thanh và huyện Vị Thủy. Hầu hết vi phạm là cơ sở vật chất còn bề bộn, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng hóa hết hạn và thiếu giấy xác nhận kiến thức an toàn vệ sinh thực phẩm. Tuyên truyền để cho cái người kinh doanh thực phẩm hiểu được cái kiến thức về vấn đề cái đảm bảo thực phẩm. Hai là cũng phải chấp hành cái việc khám sức khỏe định kỳ để phòng các cái bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho cái người tiêu dùng. Bước đầu ra quân thanh tra kiểm tra, đoàn chỉ mới dừng lại ở việc nhắc nhở, nâng cao ý thức cho người dân để chấp hành tốt vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm. Về lâu về dài, để chấm dứt tình trạng này, ngành chức năng cũng cho biết sẽ xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, cần thiết sẽ thu hồi giấy phép kinh doanh. Tiếp tục chương trình thời sự tối nay có các nội dung: bệnh sốt xuất huyết diễn biến bất thường trong mùa khô, ngành y tế đang tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Nhiều bất cập trong chế độ chính sách dành cho giáo viên được Ban Văn hóa Xã hội, Hội đồng Nhân dân tỉnh ghi nhận qua giám sát và sẽ có kiến nghị để giải quyết đảm bảo quyền lợi cho giáo viên. Thưa quý vị, nhằm phục vụ tốt, giải quyết nhanh những vướng mắc của người dân, doanh nghiệp, thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh cho thiết lập đường dây nóng và thư điện tử để tiếp nhận phản ánh kiến nghị của doanh nghiệp, nhân dân và của sở ngành, đoàn thể, địa phương trong tỉnh liên quan đến thủ tục hành chính hoặc những khó khăn vướng mắc của cá nhân, tổ chức khi liên hệ với các cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh, huyện, cụ thể như sau. Đầu mối tiếp nhận: phòng hành chính tổ chức thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, số điện thoại 07113 878 840, fax 07113 878 846, email phonghc2017a@gmail.com. Nội dung tiếp nhận: những trường hợp đã được sở ngành hoặc bộ phận một cửa của các huyện, thị xã, thành phố tiếp nhận có giấy hẹn nhưng đã quá hạn mà chưa được nhận kết quả. Các trường hợp khác không có giấy hẹn nhưng đã gửi hồ sơ trong thời gian trên 30 ngày mà chưa được nhận kết quả. Những khó khăn vướng mắc mà chưa xác định được thẩm quyền giải quyết của cơ quan, sở ngành hoặc địa phương. Về việc trả lời phản ánh, bộ phận tiếp nhận của Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ ghi nhận tổng hợp các nội dung phản ánh. Bộ phận khác của Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh hoặc của các sở ngành và địa phương sẽ liên hệ với người phản ánh để trả lời và thông báo cho bộ phận tiếp nhận của Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh để biết. Nội dung trả lời có thể bằng lời nói hoặc văn bản hoặc cả hai. Mặc dù năm nay ở thời điểm này hạn mặn không gây gắt như năm trước, nhưng từ tỉnh đến cơ sở đều có sự chủ động. Dù ngày hôm qua, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Phụng Hiệp đã có buổi kiểm tra thực tế 6 công trình phòng chống nước mặn xâm nhập tại xã Phương Phú, giáp tranh với thị trấn Bún Tàu, huyện Phụng Hiệp và phường Trà Long, thị xã Long Mỹ. Đồng thời cho vận hành thử nghiệm hệ thống đóng nắp cống bằng motor điện và quan trắc độ mặn tại các khu vực cống với độ mặn đo được là 0,1 phần ngàn. Qua kiểm tra, địa phương còn cho lắp đặt thêm hệ thống chiếu sáng tại khu vực cống, tu bổ thêm phần kè chống sạt lở, hướng dẫn kỹ thuật cách vận hành cơ chế hoạt động của motor điện, thường xuyên kiểm tra bảo trì hệ thống hoạt động của cống ngăn nước mặn. Thưa quý vị và các bạn, đến thời điểm này toàn tỉnh đã ghi nhận 73 ca mắc bệnh sốt xuất huyết, trong đó có 9 ca cấp độ nặng. Và điều này cho thấy sự bất thường của dịch bệnh khi đây là mùa khô, trong khi bệnh sốt xuất huyết chỉ xuất hiện nhiều vào mùa mưa. Và đặc biệt có hai địa phương là huyện Phụng Hiệp và thị xã Ngã Bảy có số ca mắc bệnh nhiều nhất. Hiện nay, ngành y tế tỉnh và các địa phương đang triển khai nhiều giải pháp phòng chống bệnh, nhưng ý thức của người dân mới là yếu tố quyết định đến hiệu quả của công tác này. Cứ 7 ngày, Trung tâm Y tế huyện Phụng Hiệp lại tiến hành phun thuốc dập dịch và vận động người dân tiêu diệt lăng quăng, vệ sinh môi trường tại thị trấn Cây Dương. Do gần nửa tháng nay,
ở đây đã xảy ra 5 trường hợp bị nghi ngờ là sốt xuất huyết. Không chỉ ở thị trấn Cây Dương mà hiện nay dịch sốt xuất huyết còn xuất hiện ở xã Tân Phước Hưng, Thạnh Hòa, Hòa An. Theo Trung tâm Y tế Dự phòng huyện Phụng Hiệp, đến nay đã ghi nhận 28 ca sốt xuất huyết, tăng hơn một nửa so với cùng kỳ. Tăng cường cái công tác tuyên truyền vận động, đồng thời là tổng vệ sinh môi trường. Đó, song song bên cạnh đó thì những cái ca mà độ nặng đó, thì chúng tôi cũng đã là tiến hành phun hóa chất. Đó, ở đây có phun hóa chất là hai cái dạng, một cái dạng là phun ở trong hộ dân, đó, một cái dạng là phun diện rộng. Hiện đang là mùa khô, bệnh sốt xuất huyết tăng nhanh là việc bất thường. Đến nay toàn tỉnh ghi nhận có 73 ca mắc sốt xuất huyết, trong đó 9 ca cấp độ nặng, tập trung chủ yếu ở trẻ em dưới 15 tuổi. Trước tình hình này, tỉnh cũng chỉ đạo các địa phương tiến hành phun xịt thuốc diệt lăng quăng, diệt muỗi trên diện rộng. Nhưng điều quan trọng là mỗi người dân cần chủ động phòng chống sốt xuất huyết để đảm bảo sức khỏe của bản thân và cộng đồng. Hiện nay, trong cả nước, số lượng giáo viên ở các trường nghề vẫn còn thiếu trầm trọng. Cùng với đó là chính sách đãi ngộ vẫn còn rất nhiều bất cập, chưa khuyến khích thu hút được những người có năng lực, tâm huyết với nghề nghiệp. Và mới đây, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành thông tư số 07 quy định về chế độ làm việc của nhà giáo, giáo dục nghề nghiệp đang giảng dạy trong các trường cao đẳng, trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp và các cơ sở giáo dục đại học, doanh nghiệp có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Theo quy định, lớp học lý thuyết không quá 35 học sinh sinh viên, lớp học thực hành không quá 18 học sinh sinh viên đối với nghề bình thường, không quá 10 học sinh sinh viên với nghề nặng nhọc độc hại nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc độc hại nguy hiểm. Hiệu trưởng, giám đốc cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp căn cứ vào tình hình thực tế, trình độ và kinh nghiệm giảng dạy của nhà giáo để quyết định định mức giờ giảng cho phù hợp trong năm học. Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện quy định tại thông tư này đối với các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý. Thưa quý vị, như thông tin mà chương trình thời sự đã đề cập, đợt giám sát của Ban Dân hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện các chế độ chính sách đối với đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục giai đoạn 2010-2016 tại Sở Giáo dục và Đào tạo và 6 điểm trường trong tỉnh vừa kết thúc. Qua đây, nhiều kiến nghị về những bất cập trong chế độ chính sách dành cho đội ngũ này đã được đưa ra. Trong những ngày theo đoàn giám sát, phóng viên thời sự có ghi nhận. Tại các trường, đánh giá chung về tình hình thực hiện chế độ chính sách dành cho đội ngũ giáo viên đứng lớp được thực hiện khá tốt. Tuy nhiên, chế độ dành cho nhân viên và cán bộ quản lý còn nhiều điểm bất cập. Điển hình tại trường tiểu học Thuận Hưng 1, hiện trường vẫn chưa tuyển được 2 vị trí nhân viên thư viện, thiết bị và bảo vệ do mức lương khá thấp. Hiện toàn ngành có gần 1.400 nhân viên hoạt động theo Nghị định 68. Các vị trí này đều có hệ số lương khởi điểm thấp so với mặt bằng chung. Ngoài ra không có bất kỳ khoản phụ cấp nào nên đời sống nhân viên còn gặp nhiều khó khăn và rất khó giữ chân người lao động. Ngoài ra, hiện có khoảng 70 trường hợp giáo viên được đào tạo sau đại học nhưng chưa được hưởng chính sách thu hút nguồn nhân lực của tỉnh. Nguyên nhân do quy định về đối tượng được hưởng có sự khác nhau ở từng thời điểm, ảnh hưởng đến các trường hợp được cử đào tạo tại thời điểm giao thời. Theo ông Nguyễn Hoàng Thanh, trưởng đoàn giám sát, những quy định liên quan đến chế độ chính sách của giáo viên đa phần đều thuộc thẩm quyền của bộ ngành trung ương. Do đó, ban sẽ ghi nhận tổng hợp và đề xuất cấp có thẩm quyền. Ở đây đó là cái Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh niên Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội điều chỉnh sửa đổi một số cái khoản cái điều ở trong cái những cái nghị định thông tư làm sao cho nó phù hợp với cái điều kiện hiện nay. Đồng thời, đoàn giám sát cũng đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp chặt chẽ với Sở Nội vụ xây dựng kế hoạch tuyển dụng giáo viên hàng năm so với quy mô trường lớp và tăng cường mối quan hệ phối hợp với chính quyền địa phương trong việc tuyển dụng giáo viên mầm non để khắc phục tình trạng thừa thiếu giáo viên cục bộ. Ngoài ra, đối với kiến nghị chế độ đãi ngộ, thu hút nguồn nhân lực, ngành giáo dục còn chưa hợp lý. Ban sẽ xem xét kiến nghị Hội đồng Nhân dân tỉnh có điều chỉnh phù hợp trong thời gian tới. Chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hậu Giang đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Mến chào và hẹn gặp lại trong chương trình thời sự ngày mai.